Ok, hello anh em nha. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Anh em thông cảm cho cái giọng của tôi một tí. Tháng này ở bên bản Trung Quốc, theo như mình hóng hớt được là có tận 3 con game về Final ra mắt cả bản beta lẫn alpha test. Và đây là con game đầu tiên trong cái loạt game này mà mình giới thiệu đến mọi người. Ba con game của ba nhà phát hành khác nhau. Và con game này là con game hiện tại bây giờ đang ở bản alpha test nhé. Đang là bản alpha test. Và nó sẽ cho test đến ngày từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 của tháng 7. Hôm nay chúng ta các bạn cùng mình sẽ test con game này nhá. Còn hai con game kia thì mình đã tranh thủ test sau cho mọi người bởi vì hiện tại đều chưa có. Thế thì mình làm server S9 luôn rồi ạ. Vào luôn nhá. Đây là đăng ký bằng bản mình tải từ game này bằng bản 9 9 game nhá. Thì ông nào chơi thì có thể xem video hướng dẫn đăng ký app của bản 9 game ở phần mô tả video. File theo thì nó sẽ đúng hơn. Ta cùng xem cái thể thức chơi của nó là như nào. Một trong những bộ anime phải nói là rất đông đảo fan đây. Nào, chúng ta cùng xem có những gì. Mình không phải người thuộc thuộc lớp ở những anh em nữa, cuồng nhiệt về anime lắm ấy, nên thành ra nhân vật của mình không biết đâu. Nói thật đấy. Có thể tên là gì không? Tôi cũng chả nhớ nữa. Click vào đây. À, chỗ ở map. Và cho các nhân vật lên chưa chưa đủ level chưa mở khóa vậy chúng ta chỉ cho 5 nhân vật hình như là không không có main sao không có main. Nhưng mà mình cũng không thích cái kiểu tạo hình như này lắm. Uầy uầy được phết chưa, quái cả quả đồ họa được đấy. Nhưng mà nhìn kiểu đứng này kiểu nó hơi tù ấy. Một lúc ra chiêu đẹp thế. SR đẹp chưa? À, bây giờ mới cho mình đặt tên ạ. Em đợi tí cho tắt cái caps lock đây. Để caps lock lỗi. À. Này, cho hỏi tí nhạc của Final đang trong cái à Final theo nhạc nhạc của game này có bản quyền không? Tôi vừa chơi được vừa nghe nhạc này tôi sợ dã man luôn. Và con là SR. Đi tiếp à. 1, 2, 3, 4, 5. 5 slot. Chỉ có 5 slot và tiếp tục không có mê. Đây là mê của thằng này. Từ vào phát thế nó cho mình luôn đấy. Tăng lên x được x2 đấy. Quả hiệu ứng này đẹp. Wow, được thế, kết liễu luôn. Nó có cả bút này. Bút này là cái gì đây? Đây là ai đấy? Nhìn khó tính thế. Vừa nhiều SR chứ là SR. Không bắt đi chưa bắt chưa cho mình nhận được. Cho thêm nhân vật lên đi cho nó vui đi. Link tải game mình để dưới phần mô tả video nhé, hoặc anh em có thể truy cập vào trong cộng đồng mà chơi game của mình để có thể lấy link một cách gọi là dễ dàng nhất. Đấy, nó không bị ghét link, không bị khó khăn gì cả. Không bắt đi nữa trời. À, cho rồi này. Ta có thêm một slot nữa rồi. Rồi, thay đổi bối cảnh luôn. 3 vs 5 này chắc là tự động đấy.
Ây à, ây à, nửa cây máu đấy, nộ luôn. Uầy, một combo chết hết. À, nhận hết, nhận hết. Cái map kia tôi còn chưa nhận quà, nó đã nhảy sang map mới rồi. Cái này là chắc là phải nạp rồi. À, quả lăng đang nhập. Quả đang nhập. Ngon, 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 ngon. VIP này. Cho mình mua hay sao? VIP không á? À, mình chưa có KNB. Mình còn chưa có một cái gì cả mà mình đòi mua. À, có cái này. Đấy, nhận được kim cương này, mua luôn. Mua luôn. Vừa được, mua luôn. Ngon. Ủa, cái gì đấy? À, ăn thể lực. Ồ, ăn thể lực kiểu bị muộn giờ trưa ấy. Chả KNB để ăn. Nhưng mà mình lại nghèo như chó. Thế mấy con này là mấy con gì xem được hình không? Ủa, ai ai đấy không? Ông nào đọc bộ anime này biết không? Nhưng mà cái tạo hình em thấy xấu không? Hình ảnh nó cứ kiểu này tôi rất là ghét này. Tôi thích nó sắc nét và nhìn nó chân thực hơn. Ông nào biết thì cứ kể tên nhá, tôi không rõ đâu. Bà này trước tôi nhớ tên mà tôi quên tên rồi. Toàn gái này chứ. Ủa, nhiều lắm. Nhiều nhân vật thế à? Nhân vật nó đông dã man luôn. Ê, cái bà này, các bà nãy giờ nó giới thiệu đúng không? Ôi, đến đây là xuống bọn SR rồi này. Ôi quả ngực lấy ra mà đánh chứ bạn không cần vũ khí vác lên đập đủ chết người rồi. Ủa cái này với cái trên này nó là một mà chứ là nó khác nhau à? Ồ khó hiểu. Ủa nhân vật nó nhiều thế. Nhớ sao hết tên bây giờ. Như thằng này tên là Gray đúng không? Nếu như trí nhớ không nhầm tôi là vậy. Ủa nhân vật nó nhiều dã man luôn. Toàn gái không ạ? Gái nhiều thế. Đông thực sự đông. Một số đến giờ. Giờ thì thôi á. Giờ thì thôi á. Ủa, nhìn được. Được nó đấy. Để xem là có gì để khám phá được không. Đây là cái gì? Nhận quà. À, kiểu nhiệm vụ hàng ngày ấy. Nhạc nghe vui dã man luôn. Tôi sợ mỗi cái bản quyền thôi. Rồi. À, giờ chúng ta chỉ cần đi map thôi. Chắc là chỉ trải nghiệm đến đấy thôi, cái gì nữa. Không đủ KNB để quay nhỉ. Quay vài phát xem như thế nào. Nào nhìn ngáo vậy. Một cấp ấy. Mắc rồi, mắc rồi. Cái này là cái trang bị à? Mắc rồi mà sao nó lại hiện chữ đỏ làm gì? Kiểu như là cái bảo vật của nó nhỉ? Kiểu như cái bảo vật của nó ấy. Đấy. Kiểu bảo vật riêng.
mắt. Còn này tạm thời mình cứ nâng full đi, nâng full đi mà đi mát nó dễ. Cái này nâng bằng là cái đồng này là cái đồng gì ta, đồng gì, đồng gì là đồng gì, chắc là đồng tiền cho cái bộ anime này luôn, nhưng căn bản tôi không đọc nên không biết. Nào, làm thêm vài map nó xem như nào này. Xem mở level 7 với level 12 mở thêm 2 slot nữa này. Toàn đánh cái bọn Zuko nhìn xấu thôi mà. Ủa, khạc phát chết thẳng à. Khạc phát nữa chết thằng thứ hai. Làm một combo phát cuối chết hai thằng. Kết thúc trận đấu. Ờ. Mày. Nhẹ dã man. Nhẹ dã man nhẹ. Nhưng mà 7 đấy, cho thêm được một tướng rồi. Nhét thằng này vô xem như nào. Dạo này con phay theo này có cái gì mà hút nhà phát hành ấy nhở, ra ba con cùng một hệ trong vòng một tháng, cùng ra trong tháng 7 luôn ạ, kỳ lạ. Ủa, thằng kia vẫn sống nhịn giỏi thật. Rồi em ấm chưa? Rồi, có lẽ là vậy thôi. Review sơ sơ qua một chút về game cho anh em nào có kiểu là ngại tải về ấy. Bởi vì nhiều anh em cũng phải xem trước, test trước xem như thế nào, có ưng không người ta mới tải về ấy. Thì mình test cho mọi người để xem anh em có ưng không thì có tải về trải nghiệm tự nhiên này. Còn mình thì có lẽ sẽ phép dừng video ở đây thôi. Anh em thứ hai đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Một trong hai con game Fatal thôi, tôi đọc nhầm, tôi đọc kiểu quen mẽ mồm rồi. Con của Bubble Time thì mình nghĩ là phải đợi thêm một thời gian nữa thì nó sẽ ra mắt. Chưa có thời gian cụ thể nhưng mà thấy thông báo là trong tháng 7 này. Đấy thì ok, chung là video này mình sẽ phép kết thúc ở đây thôi. Anh em thứ hai đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình. Cũng là xin chào, hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nhé. Bye bye.